Chào các bạn, nói tới phân khúc Android TV Box giá rẻ thì những cái sản phẩm sử dụng con chip S905VDUX của Amlogic gần như là làm bá chủ thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ROG Chip đã có một cái con chip mới với cái mã là RK3318 và hiện tại thì cũng đã có khá nhiều chiếc box sử dụng cái con chip này và tấn công trực tiếp vào cái phân khúc giá rẻ. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu, đấy là H96 Max. Và mẫu này ở một số thị trường cạnh tranh rất khốc liệt với những cái Android TV Box sử dụng con chip S905VDUX. Vậy thì nó có những điểm mạnh gì để có thể cạnh tranh được ở cái phân khúc này? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sản phẩm H96 Max. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp chiếc H96 Max. Ở phía bên ngoài thì thông tin hầu như là không có gì luôn. Các bạn chú ý nhá, thông tin không có gì ngoài cái chữ H96 Max mà thôi. Thì cái sản phẩm này sẽ có tới 3 phiên bản là H96 Max, phiên bản RAM 2GB bộ nhớ trong 16GB, RAM 4GB bộ nhớ trong 32GB, RAM 4GB và bộ nhớ trong lên tới 64GB. Tuy nhiên thì ở ngoài vỏ hộp không đánh dấu gì cả. Các bạn cần phải xem kỹ hơn ở phía bên trong sản phẩm. Chúng ta sẽ mở hộp luôn. Vâng, đây là chiếc H96 Max. Tí nữa thì mình sẽ xem cho chi tiết. Bây giờ thì mình sẽ xem cái phụ kiện của nó có cái gì. Phụ kiện của nó thì chúng ta sẽ có một cái cục nguồn thôi. Cục nguồn này để xem nào, cái thông số nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ có cái chân to giống như là những cái model bình thường. Và cục nguồn thì sẽ là 5V và 2A. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp HDMI cùng với cái một cái điều khiển. Đây là điều khiển hồng ngoại nha các bạn nhé. Không có tính năng chuột bay. Ở phía dưới cái điều khiển này có cái biểu tượng chuột. Đấy là cái giả lập thôi. Để mà di chuyển được nó thì các bạn phải bấm phím điều hướng này rất là khó chịu. Nó chỉ giải quyết trong một số những cái tình huống bắt buộc phải có chuột thôi. Các bạn chú ý nhé. Chứ đây không phải là điều khiển chuột bay. Ok, phụ kiện thì chỉ có thế thôi. Vâng, và đây là chiếc H96 Max. Các bạn nhìn thấy cái mặt phía bên trên của cái chiếc box này thì làm rất là điệu đúng không? Bắt mắt. Đối với hầu hết các Android TV Box hiện nay ấy, thì những cái thiết kế nó đơn giản cùng một cái màu sắc. Nhưng mà H96 Max nói riêng và họ hàng nhà H96 thì hiện nay đang cách điệu rất là nhiều ở cái phía mặt trên này. Và nhìn nó khác lạ đi thì nó cũng ấn tượng hơn đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem các cái cổng giao tiếp nào. Ở phía bên xung quanh này thì sẽ được bọc một cái lớp ni lông, chúng ta phải gỡ ra. Và chúng ta sẽ xăm soi một chút. Ở phía trước này thì các bạn chú ý nhé, nó sẽ có một cái đèn LED trạng thái hiển thị các cái thông số như là giờ và các cái cổng giao tiếp. Ở phía bên sườn này thì các bạn sẽ thấy là có ba cái cổng. Chúng ta sẽ có một cổng USB 3.0 và một cái cổng USB 2.0 cùng với khe cắm thẻ nhớ micro USB. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có các cái cổng. Đây là cổng nguồn này. Chúng ta sẽ có cổng LAN và các bạn chú ý LAN này là LAN 100 thôi nhá. Và HDMI cùng với cổng AV. Và cổng AV này thì các bạn chú ý là nó sẽ đưa hình ảnh và âm thanh ra TV đời cũ. Nó sẽ không đưa được âm thanh tốt ra âm ly hoặc là loa nhá. Các bạn chú ý ở chỗ đấy. Và một cái điểm thiếu, một cái điểm khiếm khuyết ở cái H96 Max này, đấy chính là thiếu mất một cái cổng âm thanh số. Tất nhiên ở thị trường Việt Nam tại cái thời điểm mà mình làm video này thì chưa phổ cập lắm cái âm thanh số, nhưng mà thiếu cái cổng này thì nó cũng hơi tiếc thật. Tuy nhiên thì những bạn mà đang sử dụng Android TV Box và lấy trực tiếp âm thanh lên TV thì nói chung là cũng không quan tâm lắm đến cổng âm thanh số làm gì. Tại vì cổng HDMI nó sẽ dẫn cả hình ảnh và âm thanh lên TV và chúng ta sẽ phát ra âm thanh ở TV. Vâng, và ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần nhãn mác thể hiện cái dung lượng RAM cũng như là bộ nhớ trong. Thì ba cái phiên bản của nó bao gồm là 2/16, 4/32 và 4/64 ấy, thì nó sẽ đều hiển thị chi tiết đây. Thì cái phiên bản trên tay mình đang cầm là bản 4/32. Và ở phía mặt phía dưới này hoàn toàn là ô thoáng. Vâng, chính xác là hoàn toàn là ô thoáng. Thì khi mà các bạn bốc như thế này, nóng, nó sẽ thoát hơi ra. Còn về chất lượng hoàn thiện sản phẩm thì nếu như so với mặt bằng chung của các cái dòng Android TV Box thì ổn. Tuy nhiên nếu như mà so sánh với một số những cái box mà được thiết kế với cái chất lượng hoàn thiện cao ấy thì cái này nó sẽ hơi kém hơn một chút. Vỏ nhựa thì cảm giác hơi bằng, chính xác là như vậy. Và nó cảm giác là không cứng cáp chắc chắn như ví dụ như là với các cái dòng của Tanic
TX3 mini hay là TX5 vân vân đó. Chất lượng nhựa thì tạm tạm ổn thôi chứ không phải là tốt. Rồi về phần cứng thì chúng ta tạm như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm về phần mềm hệ điều hành trên H96 Max này với cái con chip RK3318 thì nó sẽ đạt cái hiệu năng ra sao. Vâng, và đây là giao diện chính của H96 Max phiên bản Android gốc. Và để sử dụng thuận tiện thì mình có lắp thêm cái con chuột bay có tính năng tìm kiếm giọng nói vào chữ bốc. Và các bạn chú ý nhé, đây là cái sản phẩm mua rời, không phải là đi kèm. Đi kèm bốc nó chỉ là một cái điều khiển hồng ngoại mà thôi. Vâng, và bây giờ mình sẽ thử nghiệm một số chức năng. Ví dụ đây là cái giao diện này. Thì một cái thiết kế kỳ là đơn giản. Nó có bao gồm những cái tính năng mà chúng ta hay dùng được hiển thị sẵn ra ngoài màn hình chính, bao gồm YouTube này, Google Play Store này, nghĩa là cái kho ứng dụng để chúng ta cài đặt các cái ứng dụng thêm vào Android TV Box. Thì cái này chạy trên nền Android gốc nên nó sẽ hiển thị tất cả những cái ứng dụng của di động. Còn nếu như mà bạn nào có nhu cầu về cài đặt các cái ứng dụng cho TV thì các bạn chú ý này, các bạn sẽ vào cái phần mục My App này này. Thì các bạn sẽ thấy H96 Max được cài sẵn một cái APK Pool. Thì chúng ta sẽ cài đặt thêm những cái ứng dụng cho TV hay là ứng dụng cho di động nếu như nó không hiển thị ở trên Google Play Store. Ở đây thì là một cái kho ứng dụng của bên thứ ba khá là đầy đủ. Rồi, và thiết kế thì các bạn cũng có thể nhìn thêm. Phần cài đặt thì chúng ta cũng rất là hay thiết lập, thì nó cũng được thiết lập sẵn ở đây. Và cái trình quản lý file thì cũng có sẵn, cũng như là thông tin giờ giấc ngày giờ. Và ở phía dưới này thì các bạn sẽ có thiết lập được những cái ứng dụng nhanh. Ví dụ mình hay quen những cái sử dụng cái ứng dụng gì ấy, thì có thể click vào dấu cộng này. Sau đó thì hiển thị ra đây. Mình thích, ví dụ bây giờ mình hay dùng Chrome chẳng hạn, mình đánh dấu vào thì nó sẽ hiển thị ra ngay đây. Và khi đấy thì chúng ta cần Chrome, click vào một phát là chạy ngay lập tức. Rất là thuận tiện đúng không? Còn hệ điều hành của Android gốc này là hệ điều hành Android 9. Và mình sẽ cho các bạn xem một chút. Đấy, các bạn chú ý nhé. Phiên bản 9 H96 Max. Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Vâng, và với cái điều khiển tìm kiếm giọng nói, mình sẽ thử nghiệm xem cái chức năng tìm kiếm giọng nói hoạt động ở trên chiếc H96 Max hệ điều hành Android gốc này sẽ là như thế nào. Bây giờ mình sẽ bấm thử nhé. Bấm mic này. Thời tiết hôm nay thế nào? Vâng, các bạn nhìn thấy nó sẽ dịch ra tiếng Việt và nó sẽ hiển thị luôn thông tin cho chúng ta biết. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ tìm kiếm thêm một cái nữa. Ở đây thì mình sẽ không nằm trong tập lệnh của nó, thì nó sẽ ở phần cái tìm kiếm trên Google Search, Tuệ Minh. Vâng, như các bạn nhìn thấy thì mình hỏi Tuệ Minh thì nó sẽ tìm đến cái đường dẫn Tuệ Minh ở đây. Vâng, đây là giao diện Android gốc. Tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái hệ điều hành nữa, đấy là hệ điều hành Android TV 9 ở trên cái chiếc H96 Max này. Đây là một cái phiên bản được các lập trình viên viết riêng nhé, các bạn chú ý nhé. Cái hệ điều hành Android gốc này này thì khi xuất xưởng nó sẽ được cài đặt sẵn. Còn nếu như mà muốn cài đặt cái hệ điều hành Android TV ấy, thì cũng tùy nhà bán hàng thôi. Có nhà bán hàng sẽ có và có những nhà bán hàng sẽ không có. Và cái Android TV này thì các bạn cũng có thể tải được ở trên một số những cái trang chia sẻ ROM ở trên mạng ở quốc tế ấy. Hoặc là một số những nhà bán hàng thì có thể thuê viết riêng để nó có thể có những cái hay nhất, tương thích tốt nhất đối với người sử dụng Việt Nam mình. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn về cái hệ điều hành Android TV 9. Vâng, và đây là giao diện chính của hệ điều hành Android TV 9 trên H96 Max. Và giao diện thì nó sẽ giống như là Android TV 8 thôi, nhưng nó khác biệt rất là nhiều so với cái hệ điều hành Android gốc. Đây là hệ điều hành được Google phát triển riêng, hỗ trợ tốt nhất, tối ưu tốt nhất cho những người sử dụng TV. Còn cái hệ điều hành gốc ấy, nó được xây dựng trên nền tảng của Android di động. Vì vậy, nó sẽ không thể nào mà tối ưu được tốt nhất cho TV so với những cái hệ điều hành Android TV này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái điểm mạnh, đấy là người dùng đã quá quen sử dụng điện thoại di động rồi, thì khi đó họ tiếp cận với cái hệ điều hành Android gốc ấy thì sẽ nhanh hơn so với cái hệ điều hành Android TV này. Tại vì trên hệ điều hành Android TV thì sẽ có những cái thao tác, nói chung là cái cách sử dụng nó sẽ hơi khác biệt đi so với Android di động. Và mình cũng có một loạt những cái video hướng dẫn sử dụng về trên hệ điều hành Android TV 9 rồi. Các bạn mà muốn tìm hiểu và cách sử dụng Android TV 9 thì có thể click vào cái link ở phía dưới mình đã để sẵn rồi, để các bạn có thể vào và xem các cái cách thao tác sử dụng trên Android TV 9 một cách thuận lợi nhất. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ nói một cái điểm
có thể nói là rất mạnh ở trên H96 Max so với những cái dòng box mà chạy chip Amlogic S905 về đúc. Đó chính là cái hiển thị giao diện của H96 Max. Như các bạn đã biết thì một số box sử dụng chip Amlogic S905 về đúc cũng đã lên được hệ điều hành Android TV 8 hay là thậm chí là Android TV 9. Nhưng mà có một cái điểm yếu là như thế này. Khi mà các lập trình viên mà thiết kế cái giao diện ở cái độ phân giải Full HD ấy, thì sử dụng cái box đó sẽ rất là lag. Và hiện nay thì đa số các lập trình viên đều thiết kế cái giao diện là HD 720p để đảm bảo cái độ mượt mà trong quá trình sử dụng cho những cái dòng box S905 VDUC. Nhưng mà với H96 Max thì chúng ta có một cái giao diện Full HD. Và các bạn nhớ nhé, giao diện Full HD. Cái giao diện Full HD thì nếu như với cái màn hình nhỏ nhỏ như thế này này thì nó cũng chả có gì nổi bật đâu. Nó cũng như là cái HD thôi. Thế nhưng nếu như các bạn mà sử dụng xem ở trên một số những TV 4K với cái kích thước lớn 50, 60, 80 inch ấy, thì các bạn sẽ thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn về cái độ chi tiết cái icon này này. Đó, thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đặc biệt là một số những cái ứng dụng thì khi mà các lập trình viên người ta viết ấy, thì người ta cũng tối ưu tốt nhất cho cái độ phân giải Full HD chứ không phải là HD. Đấy, thì đấy là một cái điểm rất là mạnh. Nghĩa là nếu như các bạn mà xem ở trên những cái màn hình TV lớn độ phân giải cao thì cái giao diện Full HD nó sẽ cho các bạn chất lượng hình ảnh, cái độ nhìn được tốt hơn so với các cái dòng chip Amlogic S905 VDUC. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu thêm một số những cái hay mà chỉ có trên hệ điều hành Android TV 9 do Đại Việt PDA chỉnh sửa. Vâng, đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Thì đối với phiên bản này thì nó sẽ được tối ưu khá là tốt cho cái nhu cầu sử dụng của người Việt Nam mình. Đó là gì? Vâng, đó chính là cái ứng dụng Mica cộng. Đây là một cái ứng dụng mà người dùng Việt Nam sử dụng rất là nhiều để làm gì? Để xem bóng đá. Vâng, hiện tại thì Ca cộng đang độc quyền. Vì vậy có cái ứng dụng này thì các bạn có thể xem được một cách tốt nhất. Vâng, và cái phiên bản này thì các bạn có thể sử dụng điều khiển hay là chuột đều thao tác một cách thuận lợi. Ok, và các bạn nhớ nhé, những cái phiên bản mà các bạn tải ở trên một số những cái diễn đàn quốc tế ấy, thì nó sẽ không có cái ứng dụng Mica cộng ở đâu. Còn với cái này thì là có sẵn. Ngoài ra thì Đại Việt PDA cũng đã cải sẵn cho chúng ta cái kho ứng dụng của bên thứ ba, đấy là cái AppToy này. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn tải những cái ứng dụng di động. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ các bạn vào cái Jet Play của cái H96 Max này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cũng khác biệt so với những cái hệ điều hành Android gốc và không có những cái ứng dụng di động. Vâng, chính xác là như vậy. Jet Play của Android TV nó chỉ hiển thị những cái ứng dụng cho TV chứ nó không hiển thị những cái ứng dụng cho di động. Mà thói quen sử dụng của người Việt Nam mình thì có một số những cái ứng dụng thì chắc chắn là sẽ sử dụng ứng dụng di động. Ví dụ như là chỉnh duyệt web thì hầu như là ai cũng sử dụng cái Chrome chứ không ai sử dụng cái Puffin TV cả. Tất nhiên là có những bạn sẽ dùng nhưng mà tỷ lệ dùng thì nó khá là ít và mọi người quen với cái Chrome rồi. Và những cái ứng dụng Chrome như thế này thì chắc chắn, mình phải nói với các bạn là chắc chắn chỉ có thể tìm thấy ở trên những cái kho ứng dụng của di động thôi. Và để tìm thấy các cái ứng dụng di động thì rất đơn giản. Các bạn click vào cái kho ứng dụng AppToy TV này thì các bạn chỉ cần nhập cái tên thôi. Đó, tên của ứng dụng thôi thì sẽ tìm thấy tất cả những cái ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái điểm mà rất là nhiều người quan tâm. Đấy là cái hiệu năng được đo trên một số những cái phần mềm mà chúng ta rất là quen thuộc. Đấy là điểm AnTuTu. Tuy nhiên, trước khi đo điểm AnTuTu của cái chiếc Android TV Box này thì chúng ta sẽ xăm soi qua một chút về cái phần cứng. Và xem qua phần cứng thì mình sẽ xem một cái ứng dụng. Ví dụ ở đây là mình xem qua ứng dụng IDA64, cái ứng dụng khá là uy tín để kiểm tra phần cứng của thiết bị Android TV Box. Thì hệ thống, đây, thông tin hệ thống thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. ROG chip nhá, mã sản phẩm H96 Max này. Và chúng ta sẽ có con chip RK3318. Và bộ nhớ trong thì chúng ta sẽ có là 32GB nhá. RAM 4GB, các bạn chú ý này. Thì cái bộ nhớ trong này như các bạn nhìn thấy ở đây nó không đủ 32GB. Nhiều bạn rất là hay thắc mắc, còn lo lắng là có phải là ăn bớt cái bộ nhớ không. Không có cái công thức ăn bớt kiểu vậy đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ cần một cái dung lượng nhất định để cho hệ điều hành cùng với những cái ứng dụng khi mà chúng ta cài đặt bung ra. Thì nó sẽ còn chống bao nhiêu đó để cho chúng ta lưu trữ dữ liệu. Chứ không phải là bộ nhớ trong 32GB là khi mà chúng ta khởi động bốc lên nó phải còn nguyên 32GB cho chúng ta sử dụng, đúng không? Thực ra thì hệ điều hành nó chạy lên thì cũng là chúng ta sử dụng chứ, đúng không? Đấy, các bạn phải chú ý một cái điểm như vậy.
và chúng ta sẽ có Bluetooth. Đây là một cái thiết bị giá rẻ nhưng mà có Bluetooth đấy, các bạn chú ý nhá. Và chúng ta sẽ xem qua phần CPU một chút xíu. Thì đây chúng ta sẽ có con chip mà xung nhịp chỉ có 1100 thôi, nó không cao, thế nhưng mà tí nữa sẽ đo hiệu năng xem nó như thế nào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có đây bốn nhân đây, rồi thông tin gì nữa nhỉ? Thế rồi, và chúng ta sẽ nhảy sang cái phần hiển thị để xem nó như thế nào. Ở bên phần hiển thị này thì chúng ta sẽ có GPU 450 này. Đó, và xem bên phần mạng xem có gì không. Không có gì cả, Wi-Fi thì chúng ta sẽ có hai băng tần. Đấy các bạn chú ý nhá. Cái sản phẩm này có hỗ trợ cả băng tần 5 GHz. Đấy, rất là tuyệt vời, Wi-Fi AC. Những cái sản phẩm mà Android TV Box giá rẻ thì rất là ít những cái box có thể có hỗ trợ cái băng tần 5 GHz, nhưng mà cái này thì có cả 2,4 và 5 GHz. Ok, bây giờ phần cứng xem xong rồi và chúng ta sẽ đi tới cái phần đo đo hiệu năng bằng. Các bạn chú ý nhé, mình đo hiệu năng bằng cái ứng dụng uy tín AnTuTu chứ không phải là đo trực tiếp chạy cái ứng dụng này chạy ứng dụng kia đâu. Mình chỉ dựa vào cái điểm AnTuTu thôi. Và cái điểm AnTuTu thì nó cũng đánh giá tương đối, các bạn chú ý là tương đối chính xác chứ không phải chính xác tuyệt đối, nhưng mà nó cũng đánh giá phần nào thực chất cái hiệu năng của sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nó sẽ đạt được cái hiệu năng bao nhiêu. Và vâng, chúng ta đang có 26.000 điểm, một cái con số khá ấn tượng so với các cái Android TV Box giá rẻ ở phân khúc giá rẻ, các bạn chú ý nhé. Ví dụ như là chúng ta có T3 mini này, X96 mini này, rồi một loạt những cái dòng Android TV Box chạy chip Anovic S905 V-Dub, thì cái điểm AnTuTu nó sẽ loanh quanh trong vòng từ 16 cho tới 21.000 điểm. Nhưng mà với con H96 Max này thì như các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ có cái điểm nó cao hơn một chút. Đấy là 26.000 điểm, nó cũng có một cái độ chênh lệch cũng khá khá đúng không? Và tất nhiên các bạn phải chú ý đây là một cái sản phẩm rock chip đánh vào phân khúc giá rẻ chứ không phải tấn công vào cái phân khúc tầm trung của các cái dòng chip Amdogic S905X2, X3 cũng như là cao cấp thì là S912 hay là S922. Và nếu như so sánh với các cái dòng Android TV Box giá rẻ thì rõ ràng đây là một cái điểm hiệu năng khá tốt. Vâng, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái sản phẩm H96 Max sử dụng cái con chip RK3318. Và nó có những cái điểm mạnh là gì? Nó sẽ có cái giao diện chạy cái giao diện 1080 Full HD tốt mà không bị giật lag này. Rồi nó có cổng USB 3.0. Những cái dòng Android TV Box giá rẻ thì hầu như rất ít có những cái cổng này. Nó có điểm AnTuTu lên tới 26.000 điểm, cao hơn so với mặt bằng phổ thông những cái dòng Android TV Box giá rẻ. Và nó có cái thiết kế thì cũng ưa nhìn hơn một chút. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm yếu mà sẽ có một số người không thích, đấy là nó không có cổng âm thanh số để đưa âm thanh trực tiếp ra loa cũng như là âm ly. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Và các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.